all twerking like Molly. Twerking like Molly. Chết rồi. Chết rồi cái thằng ngu. Bắn. Con nó hơi máu. Rồi bắn. Yes. Ồ hay quá. Giết một thằng. Hay là bây giờ mình chơi Free Fire phiên bản đời thực. Ok. Ok. Hay đấy. Ra đây này. Nè. Rồi, bây giờ tản ra nữa rồi nhá. Ok, okay. Dầu ăn. Mẹ ơi, cháo nữa rồi. Anh các tôi không biết được nói, biết được ngược lại. Thao ai. Tháo rồi chứ. Ở dưới này đây. Nhanh cái tay lên tay. Được cái nhỉ? Go, 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 go. Giúp bà, nhanh, nhanh, giúp bà. Để anh lên với. Thôi cảm ơn nha. Cảm ơn. Ngu nên chết. Mẹ nó, cái chảo vừa mới để đây đã mất mẹ nó đầu rồi. Áo mà bắt được nó liều mạng. À mẹ mày, mày chết với ông nhá. Mẹ mày dám lấy chảo của ông à? Dám lấy chảo của tao, dám lấy chảo của tao. Mẹ mày, tao đang tráng trứng, dám lấy chảo của tao, mất cả bữa ăn. Lão nhà, lão nháo. Top 1 gì? Top 1 là cái gì? Top 1. Không hiểu. Ông bắn. Bắn đi. Bắn. Bắn. Ê, cái này mình ngu cháy hết cái giá người tao đấy. Với phải hơn 100 triệu người là tài xuống rồi này. Đương nhiên game hay mà lại. Free Fire, game sinh tồn số 1 Việt Nam.